Vâng, xin chào tất cả các bác nha. Sau đây em sẽ giới thiệu cho các bác là một cặp loa JBL đến từ Mỹ, đó là model là L56, rất là hiếm. Và cặp này về mới về thì nó rất là đẹp nha. Giá em bán là 11.500.000. Và sau đây em sẽ quay chi tiết sản phẩm, bác nào yêu sản phẩm thì alo cho em. Đây kênh riêng nha các bác. Đấy. Em này sở hữu là một bát 25 nha. Hậu côn rất là sâu nha, nên tiếng bát rất là tròn và đầy. Có một lỗ thông hơi, bát 25 găng mút nha các bác. Tắt loa là nguyên bản hết nha, đẹp xuất sắc là loa bãi, chưa qua tay người sử dụng Việt Nam. Loa thùng rất là sắc sảo. Giá 11.500.000 em đã bao ship cho các bác nha. Các bác nào có nhu cầu thì alo cho em. Loa này đánh có thể trong phòng 30m² đó lại. Hát đi. Đấy, rất là đẹp nha. Đây, thùng là rất là xuất sắc luôn. Bác nào có nhu cầu thì alo, giá 11.500.000. Đấy, phía sau là sản phẩm rất là đẹp. Đây là những sản phẩm chuyên nghe nhạc nha các bác. Cặp loa này thì các bác có thể đánh vào những cặp loa Amly, Sansui, Pioneer, Lukman, rất là dễ đánh nha. Các bác có thể nghe nhạc rất là hay và nghe trong phòng 30m² đổ lại nha.